Rồi hôm nay mình sẽ tìm hiểu về nét nằm móc. Đấy, nét nằm móc thì cách viết của nét nằm móc như sau. Trước tiên các bạn hình dung này, trong một cái khoảng ô, ô đây, ô đây, ô vuông đây, ô chữ đây, ô vuông đây. Đấy, thì nét, cái phần nét trên này bao giờ nó cũng cao hơn phần nét này. Đấy, phần nét trên này này. Thì khi viết này, đưa bút lên này, đấy, đưa đưa này, đưa lên bắt đầu vuốt này, đưa xuống này, vòng vòng này, vòng xuống. Đấy. Vòng sang. Nó hơi cong lên, hơi cong lên và hất lên, hất lên. Chú ý là cái chiều hất này, cái chiều hất này, cái chiều hất này, nó sẽ check check hướng về đằng này, check hướng về đằng này, check hướng về đằng này. Đấy, check hướng về đằng này. Thì khi khi mà bắt đầu viết, các bạn sẽ hình dung viết cái này sẽ dễ hơn này. Trước tiên các bạn chia giảm 3 phần. Đấy, một phần ở giữa đây này, ở giữa đây. Các bạn sẽ căn ra một khoảng đây và một khoảng đây. Đấy. Thì cái điểm xuất phát nó sẽ nằm ở bên dưới phần này. Dưới phần này. Nó sẽ check xuống, check xuống này, check xuống này. Đấy, check xuống đến đây này. Đấy, chú ý nhé. Check xuống đến đây. Đấy. Sau nó kéo đến đây. Đấy, kéo đến đây. Đấy, là hơi check lên một chút. Sau đó là vuốt lên. Đấy, vuốt lên. Đây thì là cái cách viết như vậy. Đầu tiên, chú ý là chia làm cái khoảng cách này. Một khoảng này. Đây là giữa này. Khoảng này bằng này. Ở giữa này. Đấy. Thì cái điểm này nó sẽ xuống bên dưới này một tí. Các bạn viết một đường chéo gọi là chéo nhưng mà tạo thành hơi hơi vòng một chút này. Hơi vòng một chút. Đấy, hơi vòng một chút đến điểm này. Khi đến gần đến điểm đáy này chú ý nhé, nó sẽ tạo hơi vòng cung như này. Cho nên là khi đến điểm đáy này các bạn sẽ hơi vòng một chút. Hơi vòng một chút này, hơi vòng một chút sang đây. Đấy, hơi vòng một chút sau sau khi khi đoạn đến đoạn này sẽ tạo hơi vòng một chút, chú ý là nó phải tạo một cái nét phẳng này. Nó sẽ hơi vòng một chút này. Mà khi vòng đến cái đoạn điểm này, đến cái điểm này, đấy, chú ý là căn đến khoảng này thì mình lại hơi vòng lên trên một chút, hơi lên một chút đấy, thì lại hơi lên một chút, đấy, hơi lên một chút, thì hơi nhích lên một chút thì lúc đấy là mình sẽ nhấn này và tạo một cái điểm hất vòng ra này, hất vòng ra này, đấy, hất vòng ra này. Đấy. Hình thức sẽ viết như vậy. Đấy. Căn nhá, căn cái khoảng này, đấy, vòng xuống này, vòng xuống này. Đấy, khi đến điểm đáy rồi này, đấy, điểm đáy chỗ này này, đấy, thì mình sẽ hơi vòng sang. Đấy, cứ thế mình cứ kéo sang. Đấy. Sau đó lại khi đến đến cái điểm này mình sẽ một tạo cái đường vòng lên, hơi vòng lên này. Đấy, sau đó là kéo thẳng ra. Đấy. Chú ý là cái nét này nó sẽ thấp hơn bên này. Đấy, thấp hơn bên này, không được cao hơn bên này. Đấy, chú ý nhé. Đấy. Tạo một cái đường vòng này, vòng lên này. Khi đến gần cái điểm đáy này mình sẽ hơi hơi cung sang đây. Đấy, sang hơi kéo thẳng, vẫn cứ kéo thẳng sang nhé, nhưng mà nó chỉ hơi hơi xuống một chút, hơi xuống một chút. Thì khi đến điểm ngoài này, đến điểm này giống như một cái vòng thuyền này. Đấy, sẽ lại hơi check lên, hơi check lên một chút và kéo thẳng lên. Chứ là cái điểm này, cái nét này này, cái chỗ này nhấn này, nhấn này, vuốt vuốt cong hướng về chiều này. Đấy. Chú ý là cái chiều này, nét này nó sẽ thấp hơn nhé, cái điểm này nó sẽ thấp hơn điểm này. Đấy. Nhìn biết lại. Đấy. Vòng vòng kéo sang, hơi check lên này. Hất lên. Đấy. Nếu chú ý là hất lên tạo nét nhọn nhé, hất lên tạo nét nhọn. Đây là cách viết của nét nằm móc. Các bạn tập viết nhé. Viết xong từng nét cho các bạn chụp ảnh gửi cho mình xem.